làm gì tới ngày mốt giờ ta? Anh Đắc. Hả? Đắc. À. Ngày mốt cậu mới chạy á, giờ anh quyết định đi làm gì không? Ờ, chắc tôi đi thăm hai đứa con gái của tôi. Ủa, anh có địa chỉ tụi nó trên này hả? Không có. Không có sao tìm tụi nó được? Mấy cha con tôi hẹn nhau gặp ở hồ con rùa ở Sài Gòn á. Chắc tôi đi tới đó đó. Thôi, tôi đi nha. Anh ơi, cho tôi hỏi thăm, ở đây có ai tên là Tâm Anh, Tâm Ý à, đến đây để mà nhắn cái địa chỉ cho ông Tâm Đắc không anh? Tôi không biết anh. Ừ, dạ, cảm ơn anh. Tránh ra coi, có đồ đáng ghét. Tâm Ý à, là ba nè. Tâm Anh ơi, có nhớ ba không? Dạo này con còn đẹp không? Ba con nè. Tâm Anh, Tâm Ý nè. Số điện thoại. Anh ơi, anh. Tâm Anh ơi, em có thấy điện thoại của chị không? Dạ không. Ồ, đâu rồi ta? Từ nay hai đứa phải thân thiết với nhau nghe chưa? Dạ. Alo, ai gọi đó? Tâm Anh hả con? Ba nè. Sao cứ gọi hoài vậy, đồ biến thái? Alo. Alo. Nam Chi ơi, vậy em có lấy cái điện thoại của chị không? Không thấy. Em có thấy cái điện thoại của chị không? Sao chị tìm hoài không thấy gì hết á? Anh ơi, anh cho tôi gọi một lần nữa nha. Tôi không thấy. Ủa mà sao chị ngộ quá vậy? Điện thoại của chị mà chị đi hỏi tôi là sao? Là tiếng điện thoại của chị đó, em giấu đúng không? Không được, không có giấu. Trả lại cho chị đi mà, có người gọi kìa. Không, bất cứ cái gì đồ trong nhà Quang đều là của Quang. Trả lại cho chị đi mà, sao em giấu của chị? Không. Bây giờ em không trả đúng không? Không trả. Nhờ quá. Chị đưa đây. Trả cho chị đi mà, sao em kỳ vậy? Đưa đây. Tâm Anh ơi, bắt máy đi con. Tâm Anh, bị gì vậy anh? Anh ơi, tôi chưa gọi được, cho tôi gọi lần nữa nha. Thuê bao quý khách
vừa gọi hiện không liên lạc được. Bộ hư rồi hả? Trời ơi, chọn nhiễm hư mới là lạ. Em quá đáng lắm luôn á. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Điện thoại của chị không xài được nữa hả? Ừ, chắc chị phải đem sửa, lại tốn tiền rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Kỳ vậy ta? Sao gọi hoài mà không được gì nè? Vui lòng để lại tin nhắn. Chú tìm bộ đồ. À, để con bật đèn lên. Ờ, chắc phải mở đèn rồi. Chú xin lỗi con nha. Dạ. Mà chú muốn tìm bộ nào để con tìm cho chú? Lấy chú bộ đó đi. Bộ này hả chú? Hồi nãy á, chú gọi cho con, nhờ con lấy trước. Nhưng mà gọi cho con không được. À, điện thoại của con bị hư rồi. Ủa sao vậy? Dạ, tại nó bị rớt xuống đất đó chú. Đâu, đưa chú coi. Đưa nè. Ủa sao hay vậy chú? Chắc là do rớt xuống á, nó bị sập nguồn. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn con nha. Dạ. Thôi ngủ đi nha. Dạ. Ba đang ở hồ con rùa, nhưng giờ ba phải đi rồi. Các con vẫn khỏe chứ? Hôm nay ba gọi cho hai đứa cả chục lần mà không có được. Ba rất muốn gặp các con. Ba để dành được nhiều tiền lắm. Lần này ba phải đi đến một nơi rất xa, nên có lẽ năm sau ba mới quay về. Hai đứa ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nha. Ba ơi! Ba ơi, khoan đi đã, chờ tụi con với ba ơi. Chị ơi, ba có ở đây không chị? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà hy vọng là ba còn chờ tụi mình. Đi, đi theo chị. Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba ở đâu vậy ba?
Tâm Anh. Mà nhớ con lắm con có biết không hả? Mà nhớ, mà nhớ con lắm. Ba, sao ba đi lâu quá vậy ba? Ba có công việc của ba. Tâm Ý, cuộc sống con sao rồi? Dạ, con khỏe ba. Ba, Tâm Anh đi học rồi đó ba. Tâm Anh đi học rồi hả con? Dạ. Ôi ơi, con gái của ba giỏi quá. Ba ơi, con được 10 điểm luôn á ba. Được 10 điểm thì con phải vui chứ sao con khóc. Vui lên chứ. Đâu, đưa cho ba coi 10 điểm của con đâu. Đi đây nè ba. Trời ơi, đúng là 10 điểm rồi. Con gái của ba giỏi quá. Vậy là ba phải thưởng con. Con thích ăn phở lắm đúng không? Dạ. Ba sẽ dẫn con đi ăn phở nha. Dạ thì hả ba, cả 10 tô luôn được không ba? Ăn 10 tô luôn hả? Dạ. Được luôn. Ba, con biết chỗ này bán phở ngon lắm á. Ở đây đóng cửa rồi, mình đi chỗ khác nha ba. Đi kiếm chỗ khác đi con, đi. Dạ. Nhanh lên. Trời, quán này cũng đóng cửa luôn rồi con. Giờ sao ba? Hay là ba cho con mình ra ngoài kia chút xíu coi. Dạ. Quán nào mở cửa không? Đi. Quán này cũng đóng cửa rồi con. Giờ dạ. Sao? Mình đi tìm quán khác đi con. Đi, lẹ. Dạ. Giờ này không có ai bán gì hết trơn vậy Tâm Ý? Dạ, giờ cũng khuya rồi mà ba. Giờ cũng khuya thiệt rồi. Có quán hủ tiếu hay quán mì gì kìa. Mình vô nó ăn được không con? Dạ, cũng dạ. Được đó ba. Mình đi nha. Đi dạ. Đó đó hả? Ba xin lỗi mấy con. Con Tâm Anh, ba xin lỗi con là bữa nay ba không dẫn con đi ăn phở được nha. Dạ, làm sao đâu mà ba. Không ăn phở hôm nay thì ngày mai con ăn phở đúng rồi mà ba. Ngày mai. Dạ, sao vậy ba, cũng được hả ba? Được chứ con. Được, ăn đi Tâm Anh. Em thích uống nước ngọt lắm đúng không? Dạ. Em qua kêu chú làm nước ngọt cho em nha. Dạ. Ba sắp đi nữa đúng không ba? Cái đá kia ngồi nghỉ nha. Dạ. Đi con, ba cho con mình ngồi đây đi ha. Dạ. Ba ơi, sáng nay ba ngủ ở đâu vậy ba?
ba ngủ với Tâm Anh nha. Thế nha ba. Đã quá. Chị ơi, lỡ như làm chị không cho là sao chị? Không sao đâu mà. Ba, ba chụp hình cho tụi con nha. Ừ, nhưng mà mình chụp bằng gì con? Chị có điện thoại đó ba. Ồ vậy hả? Vậy thì đi chụp đi con. Một, hai, ba. Ba ơi, gặp ba con vui quá à. Bây giờ về nha con. Ba cho con mình chơi trò trốn tìm nha. Trốn tìm hả ba? Con giỏi chơi trò đá lắm đó. Vậy thì bây giờ ba cho con mình quánh tu tì ha. Dạ. Ai thua thì người đó 50 nha. Dạ. Rồi bắt đầu. Quánh tu tì ra cái gì ra cái này à, con thua rồi. Con thua rồi. Gái ba thua rồi. Con xui quá à. Nếu con thua rồi thì bây giờ con phải 50 ha. Dạ. Để cho ba với là chị con trốn nha. Dạ. Nhưng mà nhớ nè, con phải đếm thật chậm nghe chưa? Dạ, con sẽ đếm chậm 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 luôn. Con phải đếm thật chậm. Dạ. Thì ba, ba mới kịp trốn nghe chưa? Dạ. Ủa, gì vậy ba? Ờ, đâu có gì đâu con. Thôi, con đi 50 đi. Dạ. À, ba ơi, trốn chỗ này, chỗ này, với chỗ này. Không được đi tốt ra đằng kia nha ba. Ba nhớ rồi, con đi 50 đi. Dạ. Nhớ đếm thật chậm nghe chưa? Dạ, con đếm nha. 5. Ba xin lỗi hai con. Nhớ ráng tìm lời nói khéo cho Tâm Anh nghe chưa? Ba, ba cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha ba. Ba hứa ráng lo cho em nghe chưa? Ba đi con sẽ về mà. Nha con. Dạ. Hai ba. Ba đi đi ba. Hai ba. Ba đi đi. Nhớ lo cho em nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Ba mươi. Cha ơi, 45. Con đã lớn khôn thật rồi. Con là 50. Tình yêu, là tất cả của đời cha. Như ngày thơ, dẫu nắng hay mưa trên đầu, dẫu khó khăn màu, cha vẫn mong con được giấc ngủ sâu. Con của cha ơi, con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng. Ráng lo cho em nghe chưa? Ba đi rồi ba sẽ về mà. Nha con. Dạ. Dòng đời trông gai, đôi lúc con thấy mệt nhoài, vấp ngã trên con đường. Tâm Ý và Tâm Anh, hai đứa con, 75. Nhất trong đời này. Các con hãy hứa với ba là phải thật mạnh mẽ và sống khỏe mạnh cho tới khi chúng ta gặp lại nhau. Ba cho dù bất cứ nơi đâu thì ba vẫn luôn ở bên cạnh các con. Tâm 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 ba yêu các con. Cha giữ mãi trong tim bao điều là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho con. Con của cha ơi, hoàng hôn đã khuất sau lưng đồi. Ba ơi, dù ba ở đâu cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Ba cố lên, tụi con mãi yêu ba, Tâm Ý và Tâm Anh. Bộn bề cuộc sống,
cha vẫn luôn mong được sẻ chia với con. Mong cha con nơi cha ba sống đủ đầy cùng những tháng ngày, giấc mơ làm sao